Vừa qua, Hội đồng Hương Thái Nguyên tại Hà Nội phối hợp với câu lạc bộ Gôn R76 tổ chức chương trình Đêm Trung Thu Nối Vòng Tay Nhân Ái cho gần 1.000 trẻ em trên địa bàn xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, với mong muốn cho các em thiếu nhi vùng cao nơi đây một mùa Trung Thu rộn ràng, ấm áp và đồng đầy yêu thương. Tham dự chương trình có ông Hoàng Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao, ông Hoàng Văn Ngụy, Bí thư huyện đoàn Võ Nhai, ông Nguyễn Hồng Ngân, Chủ tịch câu lạc bộ Gôn R76, các lãnh đạo tại địa phương, các thành viên trong câu lạc bộ Gôn R76 cùng đông đảo bà con nhân dân xã Phương Giao. Hoạt động với sự tài trợ, đồng hành của câu lạc bộ Gôn R76, công ty Bảo Ngọc cùng một số tổ chức, cá nhân khác. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 500 chiếc áo ấm, 25 chiếc xe đạp mới, 900 mét vuông thảm xốp và 700 suất quà với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Cùng với đó, câu lạc bộ Gôn R76 đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phương Giao. Thay mặt chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con nhân dân trong xã, ông Hoàng Văn Thức bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ nói chung và câu lạc bộ Gôn R76 nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng với địa phương trong tương lai. Chia sẻ về chương trình lần này, ông Nguyễn Hồng Ngân, Chủ tịch câu lạc bộ Gôn R76 cho biết, ban quản trị và tất cả các thành viên của câu lạc bộ Gôn R76 luôn chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng văn minh, đoàn kết, giá trị. Vì vậy, ngoài việc tạo ra những sân chơi để kết nối thành viên có chung đam mê, cùng lan tỏa và tạo ra giá trị cho các thành viên, câu lạc bộ Gôn R76 luôn kịp thời tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, tạo điều kiện an sinh xã hội cho người dân trong những thời điểm khó khăn. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, các đơn vị tham gia chương trình đã tạo nên một hoạt động đầy ý nghĩa, một sân chơi giải trí và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của Việt Nam, từ đó tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn xã Phương Giao được đón một Tết Trung Thu an lành, hạnh phúc.